Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đến với kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về kế hoạch K5, một dự án đầy tranh cãi trong lịch sử Campuchia. Sau khi chế độ Khmer Đỏ bị lật đổ vào năm 1979, tàn dư của Khmer Đỏ đã rút lui về biên giới Campuchia Thái Lan. Từ đây, họ tiếp tục các hoạt động chống phá chính quyền mới. Để đối phó với tình hình này, Cộng hòa Nhân dân Campuchia đã triển khai kế hoạch K5. Vậy K5 là gì? Hãy tưởng tượng việc xây dựng một hàng rào dài hàng trăm cây số dọc theo biên giới, bao gồm hào, dây thép gai và cả bãi mìn. Đó chính là hình ảnh của kế hoạch K5. Chữ K là viết tắt của từ phòng thủ trong tiếng Khmer, còn số 5 tượng trưng cho năm điểm chính trong kế hoạch này. Trong đó, việc phong tỏa biên giới với Thái Lan là điểm thứ hai. Kế hoạch này được khởi động vào ngày 19 tháng 7 năm 1984 với mục tiêu ngăn chặn ngăn chặn sự xâm nhập của Khmer Đỏ từ Thái Lan. Hàng trăm nghìn người Campuchia đã được huy động để tham gia vào dự án này. Tuy nhiên, dự án cũng gây ra nhiều tranh cãi. Có những ý kiến cho rằng hàng nghìn người đã thiệt mạng do bệnh tật và bom mìn trong quá trình thực hiện kế hoạch. Một câu hỏi đặt ra là K5 có thực sự hiệu quả? Về mặt quân sự, hiệu quả của K5 bị đánh giá là thấp. Đường biên giới quá dài khiến việc kiểm soát hoàn toàn là rất khó khăn. Khmer Đỏ vẫn có thể tìm cách xâm nhập vào Campuchia. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng K5 đã giúp quân đội Campuchia tự chủ hơn trong việc bảo vệ đất nước, đồng thời tạo ra một vùng an toàn cho người dân sống dọc biên giới. Một vấn đề khác liên quan đến K5 là việc giả phá bom mìn còn sót lại. Cho đến nay, vẫn còn rất nhiều bom mìn chưa được xử lý gây nguy hiểm cho người dân. Chính phủ Campuchia đang nỗ lực để giải quyết vấn đề này nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Quý vị nghĩ sao về kế hoạch K5, liệu đây là một biện pháp cần thiết để bảo vệ đất nước hay là một dự án gây ra nhiều hệ lụy? Kế hoạch K5 là một chủ đề phức tạp với nhiều góc nhìn khác nhau. Có người cho rằng đây là một sai lầm gây ra nhiều đau thương cho người dân Campuchia. Ngược lại, cũng có người cho rằng K5 là một nỗ lực cần thiết để bảo vệ đất nước khỏi Khmer đỏ. Tóm lại, K5 là một phần quan trọng trong lịch sử Campuchia. Nó phản ánh những nỗ lực của chính quyền trong việc tái thiết đất nước sau một thời kỳ đen tối. Tuy nhiên, những tranh cãi xung quanh kế hoạch này vẫn chưa có hồi kết. Cá nhân tôi nghĩ rằng, việc đánh giá K5 cần phải đặt trong bối cảnh lịch sử cụ thể. Chúng ta cần xem xét cả mặt tích cực và tiêu cực của dự án này để có cái nhìn khách quan và toàn diện cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi khám phá lịch sử hẹn gặp lại quý vị trong các tập podcast tiếp theo